Rồi ta đến với trận đầu tiên của xe đấu thứ hai. Vâng, Parmigiano đến ngay đến từ phần thủ. Vâng, trận đi đấu này chúng ta là vâng hai chém Pan và Greg, và bên kia cũng hệ hai chém cho Son Kata. Vâng, 4 chém trong các map đấu này. Alo, và tôi quay trở lại với trận thi đấu đầu tiên của giải đấu thứ hai này, và dường như đang có dấu hiệu gọi là tươi vui trở lại đến cho cầu thủ bên phía Hà Nam. Về cặp quân trong trận đấu này thì tôi đánh giá là quân chúng ta sẽ có ưu hơn khi mà bên chúng ta có một cánh, đó chính là Parmigiano, và để cho Greg đối đầu với chống với kiểu như là gọi là bài đấu ca thao nhà cho Son, chỉ cần thủ nhẹ thêm 2p. Vâng, một nhà BL và chơi ngay hai nhà BP dành cho game thủ người cầm Greg, và tôi nghĩ là thế trận vẫn có thể chơi tươi. Và còn nếu như ta là người đi công thì ta sẽ là 1L và 1L và 1P, và thời điểm sau sẽ tăng hai nhà BL. Và đây màn hình máy Pamran đến từ game thủ Vlog, một trận đấu mà hiện tại tôi đang thấy là anh có bầy hươu, và đây sẽ là một chiếc nhà BS nhân đôi. Vâng, hơi đáng tiếc khi bầy hươu này à không, anh quyết định lùa về nhà chính. Anh vẫn thiết kế một chiếc nhà BS nhân đôi tại đây, hơi đáng tiếc khi đây là bầy hươu, chỉ là bầy hươu 4 con. Vâng, bầy hươu 4 cộng thêm đôi voi cũng như là thêm một bãi quả phụ tại cánh bên kia. Đây là màn hình máy của game thủ Phan Nhất, một bài đấu Greg. Và thông tin soi timeline báo về đây trận đấu, và dường như các game thủ bên phía Liên Quân là 10% và 8% là chỉ số dò đến từ game thủ Chip Boy Nhân Mạnh Hào thì phải. Vâng, nếu như vậy thì dường như đây vẫn làm trận đấu mà dường như mắc binh. Vâng, chỉ số dò rất ít cho hai game thủ của bên phía Liên Quân bên kia. Và như vậy dường như đây trận đi đấu mà bên kia là bài đấu mắc binh. Và mặc dù là chúng ta thuộc hệ nếu như ta quân tuyển hơn thì chúng ta vẫn sẽ là người phải đánh trong tâm thế gọi là đánh chắc tay và không được phép chủ quan. Và đây là màn hình máy 24 dân đến từ game thủ người cầm Greg, và đây là máy game vở Vlog. Donna E.
Đây là trận thi đấu mà game thủ người cầm mùa 2 với bài đấu mà thạc sĩ Mạnh Hào cầm cho Son là bài lên đời sớm nhất bản đồ. Và thời điểm này thì do game thủ Mạnh Hào đã có mặt tại những đơn vị ruộng của game thủ người cầm mùa 3. Vâng, đây có lẽ thế trận mà chúng ta thi thố xem ai là con giò của ai sẽ là người kill được nhiều dân hơn. Cánh bên này hiện tại thì game thủ Mạnh Hào đang có tình huống chuẩn bị ăn hoang thêm bãi quả. Vâng, nếu như chúng ta có thể làm được thịt được tất cả số lượng nông dân này sẽ làm cho bài đấu Mạnh Hào trông có thể ăn hoang. Vâng, thế giảm sẽ giảm đi cái độ khỏe đến từ game thủ mùa 2. Vâng, để cho 4-5 dân này mà khai thác hết cái bãi quản thì bạn vẫn có thể sóc quân thoải mái. Và dường như đêm trận đấu mà đền kia có tình huống thủ P. Vâng, đúng rồi, sẽ là một chiếc nhà PP để cho mùa 2 có thể khai thác được cái bãi quả. Vâng, đấy là ý đồ game thủ Mạnh Hào. Đội bạn là người lên đời rất sớm. Vâng, sớm hơn game thủ Vlog tầm khoảng vâng, gần như là gần 10 giây trong game. Và đây là máy game thủ văn nhất 25. Như vậy là cánh bên này dường như văn nhất cũng đang gặp nhà những con giò game thủ người cầm mùa 2. Vâng, hiện tại thì vẫn còn bài đấu của game thủ vâng, game thủ Catanian và ông mùa 4. Mùa 4 trận đi đấu này nhìn qua màn hình máy của hai game thủ ta vẫn chưa thấy đâu. Vâng, như một tình huống và vừa rồi màn hình máy game thủ Vlog anh bị vâng những tình huống phù rất đỏ đến từ game thủ người cầm màu 2. Vâng, thiếu một chút thụt vâng, thiếu một chút thực để chúng ta có thể sóc đơn vị cung R. Vâng, nhưng mà màn hình máy game thủ Vlog như vậy đã có sự xuất hiện của đơn vị cùng R. Vâng, đi bắn những cái đơn vị P của nhà bắn cái bãi bo nhỏ game thủ người cầm màu 2. Và dường như đây trên thi đấu mà game thủ người cầm màu 4 chip boy là có bài đấu đầu cảnh với game thủ Vlog thì phải. Và nhìn qua màn hình máy của game thủ văn nhất góc 9 giờ và góc 6 giờ đã không có địch rồi. Và như vậy trận đấu này nhà game thủ chip boy cùng cánh với game thủ Vlog. Tham lai là 20 và sẽ có cùng R bắn cái bãi vàng này. Vâng, lạc đà Pamperan và tốc độ di chuyển nó rất nhanh. Trận đấu này ta có lợi thế hơn khi mà chúng ta có lợi thế từ đơn vị cung R, có thể bắn những bãi bò nhỏ. Nhưng tờ này game thủ người cầm màu 2 đang lùa tân cung R và tiếp tục cung R sinh ra. Vâng, kia là E của đối bạn. Vâng, với lớp anh ruộng chính anh một E đã là kín nha, ruộng chính anh còn hở nha. Vâng, như vậy vừa rồi thì game thủ màu 2 vâng, bãi vàng đã chạy nhẹ một tuần đến từ game thủ Mạnh Hào. Và đây là máy game thủ văn nhất. Vâng, trận thi đấu này hiện tại thì nhà game thủ màu 4 chip boy vẫn đang khá im lặng. Vâng, đây là thế trận mà game thủ mùa 2 để ra tình huống mà một mình Mạnh Hào sẽ phải cân đôi với hai nhà game thủ Vlog và game thủ văn nhất. Và thông tin báo về dường như trận đấu này Mạnh Hào là người đang hơi yếu rồi. Tham lai là 21 đến từ Pamiran. Đó, như vậy chính xác đây là trận đấu mà game thủ chip boy làm bòi đánh thẳng cung A một áo. Đó, cung A một áo đầu cánh với Vlog và tình huống đầu tiên là bài đấu lên sớm game thủ mùa 2 và tình huống chọc chéo cho đời bài đấu để cho bài đấu game thủ chip boy có thể khỏe. Và phải nói trận đấu này mặc dù nếu ta có thể phát hiện ra sớm thế bài game thủ chip boy chúng ta vẫn không có tay khi mà Mạnh Hào là một tên chủ động đi chọc chéo thời điểm lên đời rất sớm. Và thời điểm này thì game thủ chip boy đã tụ cho mình được khoảng tầm gần một kích quân cung A 21 áo. Đây là máy game thủ văn nhất 36. Vâng, có lẽ sẽ chuyển về thế trận mà game thủ văn nhất sẽ chuyển sang mình đánh một bài đấu chuyển châu chém nhiều hơn. Vâng, sẽ là bài đấu châu chém nhiều hơn. Ở bên kia game thủ Vinh Lập anh sẽ chuyển cho mình những đơn vị cung R và kẹp đứng đó là đơn vị lạc đà. Vâng, trận này có lẽ ra đánh vâng, có lẽ văn nhất sẽ chờ để sóc chém và đi quản lại nhà dân game thủ màu 2. Vâng, đẩy thế chúng ta sẽ tụ những đơn cung R của baby của Pamiran và thi đấu bên kia khi bên kia chỉ là đơn vị A một áo. Vâng, hiện tại thì đang rất đông cung A một áo đến từ game thủ màu 4. Vâng, rất đông game thủ chip boy đang
Thường đang đẩy lên tờ này. Vâng, có lẽ đây là một thế trận mà nếu như ta, vâng, có thể chúng ta sẽ cũng không có thể đổi nhà được. Vâng, timeline của game thủ mùa 4 đang to như một cái loa rồi. Thank you.